trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang quan tâm theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay lại là một ngày rất đặc biệt và Ngọc Huyền lại được đồng hành cùng với quý vị đến ghé thăm các công trình thực tế do Mark Home thiết kế và thi công trọn gói. Sở dĩ mà tôi nói ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt bởi vì ngày hôm nay thì tôi sẽ đến tham dự lễ bàn giao nhà cho nhà anh Nguyễn Văn Khiên ở Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy vào phía bên trong nhé. Quý vị thân mến, và trước khi vào lễ bàn giao thì tôi xin phép là giới thiệu qua cho quý vị về công trình này quý vị nhé. Hiện tại thì Ngọc Huyền đang đứng ở phía cổng trước công trình. Quý vị có thể thấy là hiện tại thì chúng tôi đang trong cái quá trình mà hoàn thiện nốt cái phần cổng và chỗ tường bao. Thì sau này chúng tôi sẽ sơn trắng cho toàn bộ khu vực này và gia chủ sẽ lắp thêm một cái hệ cánh cổng ở đây nữa để có thể là đảm bảo được an toàn, an ninh cho cả gia đình. Và vào phía trong này thì đây chính là phần phía sân trước, khoảng sân trước rất là rộng. Ở tổng diện tích của lô đất này là khoảng tầm 376m², cho nên là các kiến trúc sư của chúng tôi thì đã cố gắng là thiết kế đẩy lùi công trình chính về phía sau và để tạo thành một cái khoảng sân trước rộng như thế này để có thể là làm sân chơi và làm một cái nơi vui chơi sinh hoạt cho toàn bộ mọi người trong gia đình. Phía sân, phần sân trước này thì được chúng tôi lát bằng gạch chống trơn quý vị nhé, để có thể là đảm bảo được cái an toàn khi mà có nước mưa hoặc là cái sân này sẽ tránh được cái việc là trơn trượt. Ngôi nhà của chúng tôi thì hiện tại thì có phần là chiều ngang. Đây chính là phần mặt trước, chiều ngang là khoảng tầm 9,2m và chiều sâu đây chính là 14,3m. Như vậy thì ta sẽ có tổng diện tích là khoảng tầm gần 132m² và cái diện tích này thì vẫn chưa tính phần sảnh quý vị nhé. Đó. Và quý vị có thể nhìn thấy thì nhìn tổng thể thì ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ. Đó. Với lại hệ mái thái thì rất là cao. Thì với cái hệ mái thái này, đây là một cái hệ mà khá là phổ biến cho các thiết kế của Mark Home. Bởi vì với một cái hệ mái thái rất là cao và dốc thế này thì khi mà có nước mưa rơi xuống thì sẽ tránh cái hiện tượng là ứ động lại phần nước trên phần mái. Và bên cạnh đó thì tránh và thấm rột và ngấm nước. Toàn bộ phía phần chân công trình thì được chúng tôi sử dụng là lát bằng gạch thẻ quý vị nhá. Phần gạch thẻ sẽ giúp là bảo vệ cho công trình của chúng ta khỏi là tránh ngấm rột và dạn nứt. Bên cạnh đó thì sẽ bảo vệ cho công trình của chúng ta sẽ thêm bền hơn. Đó. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng bước vào phía sảnh chính nhé. Vâng, và đây thì chính là phần phía sảnh chính của công trình. Phần quý vị có thể nhìn thấy là ở phía sảnh chính này rất là rộng rãi đúng không ạ? Với diện tích là khoảng tầm 8,5m². Ở đây thì được khoát lát hoàn toàn bằng bằng gạch granite quý vị nhé. Nó sẽ tạo thêm một cái không gian thẩm mỹ hơn. Và bên cạnh đó thì với cái phần gạch này thì sẽ tạo cho cái không gian này đó thêm một cái phần là tạo nên một cái phong cách hiện đại. Quý vị có thể nhìn thấy thì ở phần sảnh chính này được thiết kế với những cái hội cột trụ rất là lớn và vuông vức đó. Bên cạnh đó thì được điểm xuyết thêm những cái đường phào chỉ ở phía trên nhẹ nhàng đó, nó vừa mang lại phong cách hiện đại và bên cạnh đó thì pha thêm một cái chút tân cổ nhẹ nhàng, với đặc biệt là những cái đường kẻ chỉ âm tường màu vàng này đó thì sẽ làm những cái hệ cột chúng ta nổi bật hơn và tạo một cái sự cao ráo và bề thế. Ở phía bên này thì chúng tôi cũng có thiết kế thêm một cái bồn hoa nữa. Sau này gia chủ chúng tôi sẽ có thể là để trồng thêm những cái chậu hoa ở đây. Và quý vị thân mến, hiện tại thì gia chủ của chúng tôi có chia sẻ là gia đình thì mới chỉ có dọn về đây trong khoảng tầm một vài ngày thôi. Và hiện tại thì đồ đạc này cũng như là chưa có lau dọn xong, cho nên gia chủ có thể cho phép tôi là được đi mang giày phía bên trong nhé. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tôi ở phía bên trong để khám phá mặt bằng công năng công trình. Và từ sảnh chính bước vào thì ta sẽ đến với một phòng khách. Phòng khách ở đây thì có diện tích là 27,4m² quý vị nhé. Rất là rộng rãi. Phần này thì hiện tại thì gia chủ chúng tôi có thiết kế là đặt thêm một cái bộ bàn ghế gỗ ở đây. Thì gia chủ chúng tôi mới chỉ là trong quá trình mà mới chỉ dọn về đây trong vòng một vài ngày thôi, cho nên hiện tại thì đồ nội thất thì vẫn chưa hoàn thiện hết. Đó. Một bộ bàn ghế gỗ thì được đặt ở phía này. Và phía đối diện thì sẽ là một cái kệ tivi. Ở đây thì có thiết kế một cái vách lam gỗ.
Vách lam gỗ này thì sẽ giúp là ngăn cách không gian phòng khách và không gian phòng bếp phía bên trong, vừa một tạo một cái khoảng cách không gian riêng tư và bên cạnh đó thì vẫn tránh được và đảm bảo được cái sự mà tránh được một cái bức tường chật chội và bí bách. Ở không gian phòng khách của chúng tôi thì có thiết kế là hai hệ cửa sổ. Đây, một trên này và một dưới này. Hai hệ cửa sổ này thì giúp chúng ta là có thể là cung cấp được ánh sáng tự nhiên vào trong gian phòng và làm cho gian phòng chúng ta thêm thông thoáng hơn. Và từ cái không gian phòng khách chúng ta sẽ đi liên thông qua một phòng phòng thờ quý vị nhé. Đây chính là cái không gian tâm linh của gia đình. Phòng thờ này thì sẽ có diện tích là 7,6 m². Với một cái diện tích này thì sẽ là khá là đảm bảo một không gian thoải mái để cho chúng ta trong việc thờ cúng. Ở ban thờ ở đây thì chúng tôi được sử dụng bằng gỗ tự nhiên quý vị ạ, với những cái đường chạm trổ họa tiết hoa văn rất là cầu kỳ, toát lên một cái vẻ là sang trọng cái không gian tâm linh này. Đó, bên cạnh đó thì cái hướng bàn thờ đấy được gia chủ chúng tôi là nghiên cứu rất là kỹ càng để làm sao mà phù hợp với hướng tuổi của gia chủ, để có thể là mang lại cái tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Đó. Và không gian tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại phòng ngủ nhé. Đây chính là phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà quý vị ạ. Từ phòng ngủ này thì chúng ta sẽ có thêm một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ bên cạnh cũng với diện tích là 12,1 m² ạ. Đây. Rồi. Phòng ngủ này thì cũng được chúng tôi thiết kế như bên kia thôi ạ. Cũng có một chiếc giường này, một chiếc giường khá là xinh xắn. Bên cạnh đó thì sẽ có thêm một cái hệ tủ quần áo ở đây. Ở đây thì chúng tôi có thiết kế là một cái ô cửa sổ đây ở phía bên này. Đó. Để có thể là cung cấp ánh sáng. Và khi mà chúng ta cần một không gian riêng tư hơn thì có thể là kéo cái tấm rèm này lại. Đó. Ở trong phòng này thì cũng được thiết kế đầy đủ như là hệ thống điều hòa này. Đó. Và từ không gian phòng ngủ số 2 thì chúng ta sẽ đi thông qua, đây chính là khu vực ở bếp nhé. Khu vực bếp và kết hợp với phòng ăn thì phải có diện tích là 20,4 m² ạ. Ở khu vực này thì hiện tại thì gia chủ chúng tôi thì đã để có thiết kế là một cái bàn đây, một cái bàn khu vực bếp ở đây. Đó. Sau này chúng tôi sẽ thiết kế thêm những cái cánh cửa tủ ở dưới này để có thể là làm cho không gian bếp của chúng ta sẽ trông gọn gàng hơn và mang tính thẩm mỹ hơn. Không gian bếp ở đây thì được thiết kế khá là hiện đại theo hình chữ Y. Đó, ở đây thì sẽ là bếp nấu này. Đó, khu vực này. Và đây sẽ là bồn rửa. Và đây thì sẽ là tủ lạnh. Với lại cái thiết kế là bếp nấu này, bồn rửa, tủ lạnh như thế này thì giúp chúng ta là tránh được cái yếu tố phạm xung trong phong thủy. Bên cạnh đó thì rất là tối ưu hóa được cái công năng sử dụng cho căn phòng bếp này. Sau này gia chủ chúng tôi cũng sẽ để thêm một cái bộ bàn ăn ở phía này. Đấy. Bàn ăn đây thì sẽ dành cho khoảng tầm từ 6 đến 8 người. Có thể đảm bảo cho mọi người có thể có một không gian ăn uống và thật sự là rộng rãi và thoải mái. Và từ không gian phòng bếp này thì chúng ta sẽ đi liên thông ra một sảnh phụ ở phía ngoài quý vị nhé. Đây. Ở phía sảnh phụ này thì có diện tích là 5,3 m². Sảnh phụ này thì sẽ giúp chúng ta là có thể là khi mà chúng ta mở cái sảnh phụ ra này thì mà khi mà các bà các mẹ của chúng ta ấy mà nấu ăn trong khu vực bếp thì có thể là tránh được những cái ám mùi ám cái khu vực bên trong. Và bên cạnh đó thì cái sảnh phụ này thì chính là một cái lối tiếp cận thứ hai. Sau này khi mà ra các bà các mẹ chúng ta đi chợ về thì có thể là đi trực tiếp từ phía ngoài cổng này và vào với sảnh phụ này và đi thẳng vào trong bếp. Đó, mà không cần phải đi thông qua phía phòng khách ở ngoài kia. Từ sảnh phụ này thì chúng ta cũng có thêm một cái sân ướt ở ngoài này nữa quý vị ạ. Sân ướt ở ngoài này thì sẽ rộng là khoảng tầm 4,5 m². Đó. Quý vị có thể thấy không ạ? Hôm nay thì chính là cái lễ bàn giao cho nên gia chủ của chúng tôi thì có là làm rất là nhiều cái cỗ bàn và sau đó thì đây có rất là nhiều những cái son chảo rồi là bát đĩa ở ngoài này thì quý vị có thể thấy không ạ? Khi mà gia đình mà có bất kỳ mà có đám này hay là có một cái gì đó mà chúng ta cần mở tiệc này thì có thể là tận dụng cái khu vực là cái phía sân ướt ngoài này để có thể là chúng ta sẽ có thêm một không gian nấu nướng này và mở rộng hơn này. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái không gian để có thể sinh hoạt thoải mái cho cả gia đình. Rồi, và từ phía sảnh phụ này, bước vào không gian bếp này thì chúng ta sẽ có thêm một phòng ngủ nữa quý vị nhé. Phòng ngủ này thì cũng chính là phòng ngủ lớn nhất với diện tích là 14 m². Hiện tại thì ở trong phòng ngủ này thì đang có người sử dụng nên chúng tôi sẽ tiện qua cho quý vị và chúng tôi sẽ chiếu bản vẽ cho quý vị xem quý vị nhé. Tiếp theo ở khu vực này chúng ta sẽ có một phòng ngủ. Phòng ngủ này thì là phòng ngủ nhỏ nhất. Ở phòng ngủ này thì hiện tại thì gia chủ chúng tôi vẫn chưa sử dụng đến với một cái diện tích là 12 m² thôi. Ở đây thì cũng có thêm một cái ô cửa sổ đây, thoáng ở phía bên này để mở ra phần ngoài phía mặt sau. Trên trần thì vẫn là hệ thống trần thạch cao với hệ thống đèn downlight và có sẵn một cái đầu chờ điều hòa phía kia rồi quý vị ạ. Và sau khi mà chúng ta khám phá xong cái công năng của căn nhà thì quý vị có thắc mắc là không biết là không gian vệ sinh ở đâu đúng không ạ? Hiện tại thì không gian vệ sinh ở ngay phía sau này đây ạ. Đây,
từ không gian này thì chúng ta sẽ có thêm một cái lối sảnh ra phía sau của ngôi nhà. Lối này rất là rộng và hiện tại sẽ thông qua cái phía khu vực vệ sinh ở bên kia. Khu vực vệ sinh này thì được thiết kế là chia thành hai nhà vệ sinh quý vị nhé. Nhà vấn đề là nhà vệ sinh số 1. Nhà vệ sinh này thì sẽ có diện tích là 3,3 m². Đây, trong này thì có thiết kế này, như lavabo này, vòi tắm sen này và cái bồn vệ sinh ở thế này này. Ở đây thì chúng tôi cũng thiết kế thêm một cái đèn sưởi. Và vừa rồi thì quý vị đã khám phá toàn bộ mặt bằng công năng của công trình nhà anh Khiên ở Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình. Vậy thì quý vị nghĩ sao về mẫu nhà này? Và ngay bây giờ thì hãy cùng tôi và đến với những chia sẻ chủ nhà quý vị nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Và ngay bên cạnh tôi lúc này đó chính là anh Khiên, chủ đầu tư của công trình. Xin chào anh ạ. Ngày hôm nay thì công ty đến đây thì có muốn có một số câu hỏi muốn dành tặng cho anh ạ. Đó chính là câu hỏi đầu tiên là tại vì sao anh lại biết đến Mock Home và lựa chọn Mock Home là đơn vị mà thiết kế và thi công chọn gói cho ngôi nhà của mình ạ? Thì anh cũng muốn chia sẻ như này. Thì trước khi mà gia đình có ý định muốn xây căn nhà thì anh cũng đã tìm hiểu rất là nhiều đơn vị, trong đó có Mock Home. Thì anh xem ở trên cái YouTube là các thực đấy, thì anh thấy các cái mẫu của Mock Home đưa lên đẩy lên rất là đẹp. Thật sự là đẹp. Anh quyết định là sẽ ký hợp đồng với lại bên chỗ của Mock Home Hà Nội. Vậy cho em hỏi một chút ạ, thì công trình nhà mình thì không biết là từ cái lúc mà khởi công cho đến bây giờ lúc hoàn thành ạ, thì không biết là trong vòng bao nhiêu lâu hả anh? Thì 5 tháng. 5 tháng. Một là cái con số mà khá là nhanh đúng không ạ? Vâng, vậy cho em hỏi một chút ạ, thì phía sau trong quá trình mà mình thi công ấy ạ, thì không biết là gia đình nhà mình có bất kỳ cái vấn đề gì thắc mắc hay là băn khoăn hay có những cái gì khó khăn không ạ? Và nếu như mà gặp những cái vấn đề đó thì mình khi mà mình gọi lên công ty ạ, thì các bạn với công ty có giải quyết ra một cách nhanh nhất và nhiệt tình không ạ? Thì trong cái quá trình mà khởi công xây dựng thì bên chỗ công ty của Mock Home ấy thì nó có cái nhóm, nghĩa là nó sẽ cho chủ nhà và các đội cũng vào nhóm. Khi mà anh có một cái gì đấy nó bất cập hoặc là nó không hợp lý hay là nó có cái gì đấy thì anh chỉ cần anh vào nhóm, anh thắc mắc cái tự dưng sẽ có các bạn ở bộ phận nào đấy sẽ trao đổi ngược lại, nên anh cảm thấy anh rất hài lòng với cái đấy. Nhanh, gọn, tiện, ba cái yếu tố đấy cũng rất là hay. Vậy thì không biết là cái tổng chi phí đầu tư cho công trình này khoảng tầm bao nhiêu ạ? Tổng chi phí của cái nhà này lúc ban đầu khi ký hợp đồng là 920 triệu. Dạ. Vâng. 920 triệu. 920 triệu cho một ngôi nhà mái Thái, một tầng phong cách tân cổ. Khá là hợp lý đúng không ạ? Dạ vâng, vậy thì sau khi mà công trình này hoàn thiện rồi thì và nhà mình dọn về đây ở ạ, thì anh có cảm thấy là hài lòng không? Đặc biệt là cái mặt bằng công năng của nhà mình ạ. Có thuận tiện hay không? Về cái không gian này là về cái không gian ngoại cảnh cũng như là không gian sử dụng thì anh thấy là hài lòng. Dạ. Mà không chỉ riêng thì anh hài lòng mà các bạn đi ở ngoài đường các bạn cũng đến, các bạn tham khảo rồi các bạn cũng cho ý kiến thật sự và người ta khen rất là nhiều. Dạ. Mà đặc biệt là những ngày gần đây thì rất là nhiều người chắc là người ta cũng có ý định người ta muốn làm nhà, người ta đến người ta tham khảo mẫu mã rồi người ta hỏi đơn vị nào thi công, đơn vị nào thiết kế thì anh cũng chia sẻ. Vâng, cảm ơn anh với chia sẻ vừa rồi ạ. Và hy vọng rằng là nếu như sau này mà còn có dịp nữa thì rất mong là Mock Home sẽ được nhiều dịp hợp tác với anh hơn, những căn nhà nhiều hơn nữa anh nhé. Và sau cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi và anh Khiên ạ, thì cũng đã chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công chọn gói cho ngôi nhà của mình, hãy liên hệ qua số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.